hỏi bằng em nha. Nói đi là đi vậy sao? Em không tiếc bao năm đôi ta có nhau. Nói đi là đi vậy sao? Em giống như chết trôi vậy đó. Đúng rồi. Điểm ghê quá. Tự nhiên em nằm thẳng ra, em giơ tay ra nhìn như chết trôi vậy. Trời ơi, có ai cứu em vui không? Hô hấp nhân tạo đi. Trời ơi. Những ngon nóng vô lòng ngày nhớ em nóng đêm. Nói nhau như như đang ngồi nhé năm nhé. Chúng tôi có một người em gái tập mỗi ngày. Tập gym đồ. Squat đùi. À không, bỏ ngày tập chân ạ. À. Dạ. Bởi vậy ở trên rất là bự nhưng mà ở dưới rất là teo. À. Chích hết. Nên cái cơ đâu có đâu nè, nhìn cơ người ta nè. Cơ nè. Cơ nè. Hồi nãy mấy anh em mình chạy gọi là chấp á. Đúng rồi. Vừa chạy vừa chơi. Chứ chạy hết sức rồi mấy người này chạy nổi. Tôi về thắng nó cũng đúng thôi. Xuống này tập với em đi. Sướng lão. Đây. Wow. Có con gì hả? Ê sợ nha. Ai đang nhìn em đó? Thôi trong trường mà có ai đang nhìn em là sao? Đi đi. Đi đi. Thôi lên em ơi. Anh Tuấn ơi. Đi ra đây cho anh kiểm tra coi. Vô đít đó. Anh ơi. Lâm ơi, nếu mà em nhận được đoạn clip này thì anh hy vọng là em sẽ nhớ là mình tập gym á, mình dành thời gian để tập đùi như mấy anh em, bớt chích lại, bớt dùng chích thích lại nha. Ok. Series đồng hành 2 ngày 1 đêm, 1000000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion.